Chào các bạn, cái này ai nhìn vô cũng biết, cũng nghĩ rằng là một lọ nước yến đúng không? Nhưng thật ra không phải, nó là Yao, đó Yao nhà mình làm. Đầu tiên đó, dụng cụ chúng ta cần là một cái nồi như thế này ha, một cái thau. Cái thau này để đựng sữa. Chúng ta cần sữa đặc. Bình thường thì mình làm sữa giấy, mình làm một cái hộp giấy, cứ một hộp giấy thì nó sẽ tương ứng với lại 1 kg sữa tươi. Sữa tươi này mình mua ở cái chỗ trang trại mà bò sữa tươi á, thì 25.000 một ký như thế này. Mình cần da ua cái, đơn giản là da ua này thôi, cũng không cần phải cầu kỳ hoặc là đặc biệt gì lắm. Công đoạn đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là chúng ta đổ sữa này ra, đổ sữa đặc ra, ra cái đổ hết ra nha các bạn, đừng thừa lại cho mình cái gì. Cái hộp sữa này nó 1 ký, cái hộp sữa mà sữa đặc, sữa giấy ấy, thì nó khoảng là hơn 1 ký một tí. Nhưng mà nói chung là 1 ký hay là 1 ký 2 gì đấy cũng được, không sao cả. Mình làm thường thì mình làm hộp sữa giấy. Cái việc tiếp theo á thì là chúng ta nấu nước sôi. Một cái hộp này sữa đặc thì chúng ta cho khoảng 2 hộp này là nước lã nha các bạn. Chúng ta đong 2 hộp, 1 hộp. Chúng ta chỉ cần 2 hộp sữa nước lọc thôi. Chúng ta bỏ cái này qua một bên. Bây giờ chúng ta phải nấu nước cho nó sôi. Nấu nước này nha. Cái nồi này thì mình chỉ dùng để làm cho ua thôi, chứ mình không làm gì khác. Đó. Giờ trong thời gian chờ nước sôi thì chúng ta làm việc này. Các bạn cũng có thể mua sữa ở ngoài siêu thị được, sữa tươi ngoài siêu thị được. Nhưng mà mình thì mình lại thích mua cái sữa này. Sữa này thì nó còn nóng hổi, mua lúc nó còn nóng luôn. Đó, về thì bắt đầu các bạn pha nó vào đây. Đó. Bây giờ chúng ta quậy cho nó đều lên, cho nó tan. Cho nó tan luôn nha quý vị. Tức là chúng ta phải pha giữa sữa tươi với sữa đặc này nè, cho nó tan, tan hết ra luôn. Đó các bạn thấy không, nó khi mà nó tan rồi thì nó hơi sánh sánh như thế này nè. Đó, nó hơi sánh như thế này rồi, mình cứ đánh cho nó tan lên thôi. Rồi bây giờ thì nước đã sôi rồi nè các bạn. Đó, nước sôi, chờ xíu cho nó sôi bùng lên. Cho nó sôi bùng lên nha. Rồi sau khi nó sôi bùng lên, tắt điện, tắt bếp xong thì chúng ta quậy cái này sơ lên một chút nữa để cho nó tan hết đó các bạn. Xong rồi các bạn đổ vào đây. Thì chúng ta cho vô cái vào 4 hũ nha các bạn. Liều lượng của nó là 4 hũ. Thực ra các bạn có thể cho 5-6 hũ cũng được, nhưng mà không cần thiết, 4 hũ là đủ rồi. Có nhiều người ta hình như là người ta làm mà kiểu như là bán hàng, người ta cho có 1 hũ à. Nhưng mà mình thì mình là 4 hũ cho nó ngon. Hồi xưa là mình hay để cái này nè cho nó đông á, nó đông cứng lại luôn á. Xong bắt đầu mình mới cho vào đây, thì trong cái quá trình mà làm cho nó tan ra lâu lắm. Thành ra là bây giờ mình cứ để cho nó ở, để ngăn lạnh thôi, mua về để ngăn lạnh thôi, đừng có để ngăn đá thì nó sẽ không đông cứng lại. Xong rồi bắt đầu mình đánh thế này thì nó mau tan hơn, mình không mất công ngồi đánh, tại vì
quá thì nó cứ đóng cục lâu lắm. Mà cái này thì mình đợi cho nó tan, cố gắng quậy cho nó đều á, thực ra là cho nó đều cái men. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng nó lại, ủ nó. Chúng ta ủ nó khoảng chừng 1 tiếng hoặc 2 tiếng rồi các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ ra ly, ủ kín nó lại. Đó, xong rồi sau đó chúng ta bỏ nó ra ly. Bỏ nó ra ly bỏ nó ra hũ các bạn là xong. Sau khi mà chúng ta đã ủ được khoảng 1 tiếng rồi á thì chúng ta dỡ nó ra. Đó. Rồi chúng ta sẽ múc nó. Rồi chúng ta chế vào các cái này thôi. Đây. Cái này. Chúng ta đã đổ đầy sữa cái dung dịch này vào xong rồi á thì chúng ta đậy nắp nó lại, thế thôi. Đậy lại, đậy dí nó xuống một tí nha các bạn, dí xuống. Dí xuống. Đây. Rồi. Công đoạn tiếp theo á, là chúng ta bỏ nó vào trong một cái thùng. Mình ở đây thì mình làm một cái giỏ bằng bằng giấy như thế này để mà cất nó. Đây, xếp nó vào đây. Xếp vào đây là cái tác dụng chính của nó là mình ủ. Thường mọi người hay bỏ ngâm nó vào trong cái bình nước nóng hay là cái thau nước nóng này nọ, nhưng mà mình chẳng ngâm, mình cứ để thế này thôi. Mình xếp nó vào một cái túi bằng giấy, túi dày dày một tí thì càng tốt, nhưng mà túi không dày thì cũng không sao. Cố gắng làm sao mà để cho giữ cho nó có thể giữ ấm được qua đêm. Chúng ta sẽ ủ nó qua đêm. Đấy, cứ xếp nó vào như thế này thôi, không cần phải làm gì nhiều. Rồi, xếp lên lớp tiếp theo. Đấy, chúng ta cứ xếp hết lớp nọ lên lớp kia vậy á. Bây giờ xong thì chúng ta đậy cái này lại ha. Xong rồi chúng ta phải ủ nó bằng cái này. Đó. Chúng ta ủ nó lại. Giống như là rồi, chỉ cần ủ như vậy thôi là sáng ngày mai chúng ta để qua một đêm nha các bạn. Sau khi ủ lại như thế này rồi chúng ta để qua một đêm, sáng ngày mai chúng ta chỉ việc lấy ra và đem bỏ vào trong tủ lạnh. Thế là xong. Chào các bạn, qua một đêm thực ra thì là thường là mình hay làm lúc đêm khuya, tức là khoảng 9-10 giờ đêm á. Thì sau khi mà làm dao xong á, thì tức là sau khi mà mình nấu xong, mình đóng vào hũ xong rồi á, thì lúc đó khoảng 9-10 giờ đêm thì mình ủ lại như thế này. Đến sáng hôm sau thì khoảng 7-8 giờ sáng là mình bắt đầu lấy nó ra và bỏ vào trong tủ lạnh, thế thôi. Thế là chúng ta đã có một mớ dao ngon này. Thì đây, bây giờ chúng ta dỡ nó ra. Tại vì là nếu mà cứ lấy hết như thế này đưa thẳng vào trong tủ lạnh luôn á thì là nó sẽ mất rất là lâu. Đấy, như các bạn thấy đấy, là nó nhìn nó đẹp không? Nhìn nó rất là đẹp đúng không?
đó thì mình bỏ nó ra đây trước cái đã, để nó làm một cái giống như là một cái nơi trung chuyển đó, thì lát nữa mình bỏ vào trong tủ lạnh nó sẽ dễ hơn. Rồi đây chúng ta thử, chúng ta mở ra xem nè. Đó. Đó, nó sánh sánh như thế này là nó đã đông rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ việc bỏ những này vào trong tủ lạnh thôi. Rồi. Đẹp đúng không? Rồi. À, sau khi chúng ta đã trung chuyển nó ra đây rồi thì bây giờ việc đơn giản lắm, bỏ vào tủ lạnh thôi. Như mình đã nói rồi, nên nếu mà các bạn muốn ăn đá, các bạn muốn ăn nó cứng các bạn sẽ bỏ nó vào đây vào ngăn đá, còn nếu các bạn muốn ăn nó mềm thì các bạn sẽ bỏ nó xuống ngăn mát. Còn bây giờ mình sẽ bỏ vào trong ngăn đá trước. Như vậy thì các bạn thấy là cái cách mà để làm hũ dâu ua thực sự là nó không có phức tạp lắm, đúng không? Nó rất là đơn giản, rất là dễ. Nhưng làm như thế nào để có được một hũ dâu ua ngon thì không phải ai làm cũng được, đúng không nào? Cho nên là mình hy vọng là với cái cách này mà được rất là nhiều người khen ngon rồi, tức là ăn cứng nó cũng rất là dẻo, mà ăn mềm thì nó rất là động sệt sệt á. Nói chung là chưa có ai chê dâu ua Thùy làm hết á, nên các bạn hãy thử ăn đi, làm theo cách của Thùy và ăn thử xem như thế nào nhé. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ.